Anh em, nếu mà anh em đem một cái bộ đai á, mà anh em thao tác làm việc mà cần khui những cái con hàng ví dụ như là camera hay là những cái thiết bị mà anh em lắp đặt á, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái con dao gọt giấy. Thì cái con dao gọt giấy này nó sẽ có ưu điểm là anh em có thể đeo lên đai, thì lúc thao tác mình nó sẽ dễ dàng hơn và tránh cái hiện tượng là anh em làm mất dao ha. Thì với cái con này á, nó sẽ có một cái bao đeo. Đây anh em thấy bao đeo có dây cao su ha, và có một cái ngàm bát ở trên. Nếu mà anh em đeo muốn tháo lắp nhanh á, thì anh em có thể gắn vào cái bát Tajima như thế này. Thì cái lúc mà anh em thao tác á, thì anh em có thể tháo dao, cất hoặc là đổi những cái phụ kiện khác, ví dụ như cây hước nè hoặc là những cái túi, thì nói chung với hệ Tajima luôn anh em. Còn trường hợp mà anh em không thích á, anh em có thể luồn vào đây, ngay đây vị trí này mình luồn cái dây thắt lưng mình qua anh em. Đó, khi mà mình luồn cái dây thắt lưng qua như thế này anh em, thì anh em có thể tháo cái bát này ra. Cái bát bằng nhựa thì đây nó chỉ còn có cái con ốc vít thôi, anh em dặn vít này ra là xong. Cái ba phần bát này nó sẽ có thể thay đổi vị trí như thế này anh em, đó nó có thể xoay được. Rồi khi mà anh em muốn lụm dao ra, mình sẽ nhấn vào cái lẫy đen, mình sẽ rút cái con dao lên. Đây, đây là cái con dao Tajima của bên mình. Dao á, thì cái cán á, là có bằng cao su anh em, cầm nó khá là mịn, khá là mềm. Cái phần đầu dao á, là cái thép ở đây á, nó khá là dày anh em, cho nên là anh em xài gọt thời gian dài á, nó sẽ không có bị cong quên ha, là làm cho cái lưỡi mình nó sụp sạch. Đây. Thì nhớ anh em nào mà đang làm bên thạch cao á, thì sử dụng con này cũng khá là ngon. Rồi, ngoài ra trong cái phần thân của nó sẽ có sẵn cho anh em đây là hai lưỡi dao sơ cua, giúp cho quá trình làm việc của anh em á, khi mà anh em thay đổi lưỡi dao á, thì chỉ cần rút cái này ra thôi và làm việc. Khi nào mà anh em làm tiếp á, thì anh em có thể về nhà thay những sẵn những cái lưỡi dao mới của anh em. Và ngoài ra là lúc mà anh em làm việc á, thì mấy cái lưỡi dao mà khi mà anh em thay đổi á, thì anh em cũng có thể cho vào đây luôn, chứ không có vứt lung tung anh em. Thì cái này cũng là một cái ưu điểm khá là hay. Đây, vị trí này mình chỉ cần đè nhẹ cái. Rồi để hai dao anh em kéo hết ra phía sau, vậy là rút ra được. Còn nếu mà đưa vào thì để lên thôi, rất là gọn nhẹ anh em. Rồi thao tác khi mà mình đeo vào hay mình lấy dao ra, cái con dao này ra, thì nó cũng cực kỳ dễ dàng luôn anh em. Đây, anh em có thể đeo vào cái thắt lưng quần của mình khi mà anh em đi làm, đeo mạnh dao thôi cho nó nhỏ gọn, mình lấy ra ha. Đây, ngắn cái lấy ra, đưa vào. Đây là một cái bộ combo mà giúp cho anh em hạn chế bị mất dao nữa nè. Cái con này lúc nào anh em cũng để trên người luôn, không sợ bị mất. Rồi cái phần vỏ hàn á, mình để dưới góc màn hình này, anh em nhấn vào đây xem giúp mình ha, cảm ơn anh em.